Hi, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây, Mod Game, kênh Mod Game ha. Thì hôm nay đến với kênh Mod Game, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái rip mà hack block rui của HoHo Hub ha. Thì cái phiên bản này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách lấy khay. Đầu tiên là các bạn get khay nè, xong rồi các bạn thoát ra. Đó, các bạn vào trình duyệt share room cho mình. Đó, các bạn dán cái địa chỉ hồi nãy các bạn get khay là nó đã copy địa chỉ rồi. Bây giờ các bạn dán cái địa chỉ vào nè. Tiếp đó các bạn cứ nhấn tiếp tục ha. Tại ở đây mình đã để cái ngôn ngữ của cái trình duyệt nó là tiếng Việt, thành ra nó dịch sang tiếng Việt hết. Còn nếu các bạn để tiếng Anh thì cái cách làm nó cũng tương tự ha. Khi xuất hiện cái dấu X như thế này thì các bạn cứ nhấn dấu X. Tiếp theo là Free Access. Tiếp theo cứ nhấn tiếp tục nha các bạn. Nhấn cho tới khi nào nó ra cái khay thì thôi. Nhấn tiếp tục. Free Access with AD. ADS chứ. Rồi cứ nhấn dấu dấu X và đợi nó điếm vài giây xong nhấn dấu X tiếp. Đó, Free Access tiếp. Cái cách khai lấy khay này mình thấy nó cũng tương tự như cái cách lấy khay của cái phiên bản H chúng ta thường chơi thôi. Những cái cách lấy khay nó thì tại vì nó đăng cùng một trang web thì cách lấy khay nó tương tự thôi các bạn, chẳng có gì khó. Chỉ là chúng ta không quen hoặc là chúng ta có thể chúng ta sử dụng trình duyệt khác nhau thì nó sẽ nhiều khi nó xảy ra lỗi thôi. Và tốt nhất là các bạn cứ copy địa chỉ và vào share room để mà làm cho nó ok ha. Khi nó ra cái khay rồi các bạn nhấn vào cái khung xanh xanh nó tự copy khay ha. Rồi chúng ta vào lại game nha. Vào lại game Blockroot. Thì cái phiên bản này khá là nhiều chức năng đó các bạn. Khá nhiều chức năng luôn ha. Nhưng mà máy mình nó thì chưa có test, mình cũng chưa có thời gian test nên các bạn tải về test ha. Có auto write nè, auto farm mastery nè, auto farm level nè, rồi auto mua tráng quỷ nè. Rồi hiện lên khung này thì chúng ta sẽ dán rip vào trước ha. Và chúng ta cho chạy rip nè. Đó, hiện những cái bảng này thì chúng ta đe kéo nó lên và chúng ta xóa thôi. Rồi, cái bước này là bước quan trọng. Ngay chỗ cái khung mà Enter khay đó các bạn, điền cái khay nãy các bạn vừa copy ở trình duyệt xong. Vào nè. Đó, các bạn dán vào. Xong nhấn check. Khi các bạn nhấn check thì nó sẽ ra cái bảng như thế này. Đó, bảng như thế này ha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một số chức năng của phiên bản này nè. VIP lắm các bạn, VIP lắm, nhưng mà thì nó VIP bởi vậy nó mới làm khay riêng đó các bạn. Đó, các bạn thấy nhiều chức năng không? Nhìn cái bảng auto này nó có xịn sò không? Auto buy rui nè, auto win rui nè, rồi auto to rui rất nhiều, auto drop rui nhiều ha, rất nhiều luôn nha các bạn. Mỗi cái dòng nó sẽ có nhiều chức năng khác nhau. SB nè, ESB, rồi ESB, check ESB nè. Phiên bản này có auto check luôn, quá ngon. Rồi phần phần farm nè, farm nè thì các bạn sẽ thấy bao đó, phần bao rất nhiều chức năng nha các bạn. Các hàng bạn hãy download về khám phá nha. Cái phiên bản này thì mình chỉ giới thiệu chức năng thôi. Chứ mình không có chích cho các bạn coi. Các bạn đọc về tự khám phá nha. Thì các bạn nhìn sơ qua thì đã biết các bạn phiên bản này nó VIP như thế nào rồi đó. Farm Rule Mastery, Farm Gun Mastery. Rất nhiều. Quá ngon luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta hãy đọc về khám phá nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.
Các bạn yêu quý kênh hãy cho mình một like, một share, cũng như đăng ký kênh, bật chuông thông báo cho mình nha. Comment tốt cho video để tăng tính tương tác nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn nè.